Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta có những ước mơ lớn trong năm nay. Xin Chúa cho chúng ta không bỏ mất những điều mà Chúa đã kêu gọi. Chúng ta không nhớ lại những sự đau khổ của những năm trước, tất nhiên rút kinh nghiệm những sự thất bại đó. Chủ đề ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em, nó có chủ đề là đừng nhớ và chớ quên. Đó là hai cái từ rất là dễ nhớ. Đừng nhớ và chớ quên. Câu Kinh Thánh đầu tiên tôi đã đọc lúc ban đầu, Ê-sai 43 câu 18 đến câu 21. Con người chúng ta, Chúa ban cho trí nhớ, nhưng có cái trong đầu chúng ta có nhiều khi bạn hay nhớ những điều cần gì phải quên, mà hay quên những điều lại cần phải nhớ. Thật ra lời Chúa dạy chúng ta điều gì cần nhớ, điều gì cần quên. Lời Chúa nói rằng đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay. Có nhiều khi chúng ta quá chú tâm vào những sự thất bại, vào những lỗi lầm, vào những cái điều đau khổ của quá khứ, mà sự buồn chán, cay đắng đó làm chúng ta đánh mất cơ hội nắm chặt ngày hôm nay trong tay của mình. Có nhiều người quá cay đắng về chuyện tình cảm với người chồng, người vợ của mình ngày xưa, mà đánh mất mấy đứa con ở trong gia đình. Có nhiều khi than vãn, buồn phiền, làm cho bầu không khí trong gia đình càng ngày càng u ám, trầm uất, và mấy đứa con nó không còn muốn về nhà nữa. Thực ra lời Chúa nói rằng đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, cái vấn đề nằm ở chỗ là việc mới, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các người há chẳng biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những con sông chảy trong nơi sa mạc. Những thú đồng với muôn rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta, vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng, các sông trong sa mạc. Nhiều công ăn việc làm của bạn nó sẽ được trổ bông. Có nhiều khi công việc bạn tàn héo, những con chim, những con thú đó, những công ăn việc làm của bạn nó tàn héo. Và khi Chúa Ngài đã ban phước, Ngài mở một con đường cho một con sông chảy vào sa mạc, thì hết thảy những công việc đó bỗng nhiên nó nở rộ, nó sẽ tự nó qua kết quả để hát tôn vinh Chúa. Tiếp theo, không phải câu vừa rồi, ta đặt các dòng nước trong đồng vắng, các sông trong sa mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát ngợi khen ta. Hãy nhắc lại cùng tôi, dân này cho ta. Chúa tạo ra chúng ta cho Ngài, chứ không phải cho bất kỳ một con người nào, không cho một tổ chức nào. Ngài tạo dựng chúng ta để cho Ngài, có nghĩa là sự tôn vinh, thờ phượng, sự phục vụ cho Ngài. Amen. Hãy nói với người lân cận rằng đừng nhớ lại sự đã qua. Cảm ơn Chúa. Câu tiếp theo, Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 41 nói về một con người mà ông ta đã trải qua rất nhiều khổ nạn. Ông ta được cha rất là yêu trong gia đình, nhưng vì anh em ganh ghét mất, đẩy ông ta xuống hố và bán làm nô lệ cho người Ai Cập. Và khi ông ta rơi vào tay của Bunti-pha làm nô lệ trong nhà đó, Chúa ban phước cho ông ấy, mặc dù ông là người Do Thái nô lệ, mà Chúa ban phước cho ông thịnh vượng mọi sự. Bunti-pha đã cho Joseph quản lý hết thảy tài sản trong gia đình của ông, ngoại trừ vợ. Rồi cuối cùng người vợ dâm phu đó muốn ngủ với Joseph, Joseph nhất định giữ sự trong sạch trước mặt Chúa. Ông ấy từ chối, và người phụ nữ đó ôm lấy Joseph và giật được cái áo của ông ấy và vu khống lên rằng Joseph hiếp dâm mợ bà ấy. Và chính người chồng đó đã đẩy ông ta vào tù. Joseph ở trong tù vẫn tiếp tục bám vào Chúa. Trước đó Chúa đã cho Joseph nhìn thấy những giấc mơ, những ước mơ, những điều mà Joseph đã nhìn thấy từ trước rồi. Ông ấy không đánh mất những điều như vậy. Rồi ở trong cái tù, Chúa vẫn ban phước cho Joseph. Ông đã giúp cho hai vị quan giải mộng. Một người đã bị chém đầu, một người được phục lại chức. Và người đó hứa, mồi rồi cũng quên lời hứa với Joseph. Nhưng Joseph vẫn tiếp tục trông cậy. Kẻ nào trông cậy Đức Giê-hô-va không bao giờ bị hổ thẹn. Rồi cuối cùng, Pharaoh, vị vua to nhất thời bấy giờ, nhìn thấy giấc mơ không ai giải được. Ông quan đó phục vụ Pharaoh mới nhớ ra Joseph đã từng giải mộng cho ông ta. Kéo Joseph ra khỏi tù, và Joseph đã giải mộng. Và cuối cùng ông vua đã nói rằng
Cái bọng của ngươi khi giải xong rồi, ta cần một người quản lý. 7 năm được mùa và 7 năm mất mùa, ai sẽ lo cho công việc này? Joseph đã được kêu gọi vào cái vị trí đó. Vua giúp nhẫn ra trao. Câu chuyện kể lại khi Joseph ra khỏi tù, lấy được vợ, và sau 7 năm được phước. Ở đây Kinh Thánh chép rằng chuẩn bị tới năm đại nạn thì Joseph đã đẻ ra được 2 đứa con trai. Một đứa ông đặt tên là Manasse, vì nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Không những chỉ quên điều cực nhọc mà quên cả hết thảy những điều đau khổ trong cái nhà đó nữa. Tiếp theo, người đặt tên con thứ hai là Ephraim, vì nói rằng Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. Tại sao Joseph đặt tên con mình là quên? Bởi vì tâm trí của ông đó nhiều khi vẫn nhớ lại những kỷ niệm buồn đó. Mọi người hiểu không? Sợ nhất là sự cay đắng, anh chị em. Có nhiều khi sự khó khăn không giết chết được con người đó, nhưng sự cay đắng mà để lọt vào trong lòng này này. Một sự mắng oan ức, một điều gì đó bất công, nó dễ làm chúng ta gục ngã hơn là những khó khăn. Người ta nói rằng con tàu không bao giờ bị nước đại dương dìm chết nó cho tới khi nó nhận nước đại dương vào lòng của nó, có nghĩa là thuyền thủng đấy. Khi nước lọt vào bên trong rồi, thuyền sẽ chìm, tàu sẽ chìm. Con người chúng ta khi sự cay đắng lọt vào bên trong này này, những cái bất công của Joseph đã chịu đấy. Ông ấy đẻ đứa con này và đặt tên con của mình. Lúc này là sự việc kia đã trải qua hơn 20 năm rồi. Khi ông 17 tuổi bị bán làm nô lệ, ông được đặt lên làm quan thủ tướng. Lúc đó ông 30 tuổi. Sau 7 năm được mùa, lúc này đã trải qua 20 năm hoạn nạn rồi. Khi đẻ đứa con này, ông vẫn đặt tên con mình là quên. Anh chị em ơi, tôi và bạn không khác gì Joseph đâu. Chúng ta cần phải chiến đấu với tâm trí của mình để quên hết thảy những sự đau khổ và những điều xấu xa đó, để mà giữ lòng mình không bị cay đắng. Ai đã một lần nào đó trong lòng bị dính cay đắng chưa? Đưa tay tôi xem nữa. Cái đó chúng ta cần xin Chúa cho mình thay đổi. Amen. Sự cay đắng đó nó sẽ đâm rễ vào lòng, nó sẽ mọc lên cây đắng, rễ đắng sẽ mọc lên cây đắng, cây đắng sẽ mọc lên lá, hoa đắng và quả đắng, rơi xuống thành một vườn đắng và nó giết chết con người của mình. Hãy quay sang người lân cận nói: chớ cay đắng. Amen. Hallelujah. Joseph đã đặt tên con của mình để luôn luôn tuyên xưng ra miệng: quên để được phước gấp đôi, quên để được phước gấp đôi, phước để dễ quên, quên để được phước gấp đôi. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Đó là quên. Điều ở câu Kinh Thánh thứ 3, Thi Thiên 103, đây là chớ quên. Phía trên là đừng nhớ hay quên, còn đây là điều chúng ta chớ quên. Thi Thiên: hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên. Hãy nhắc lại cùng tôi từ chớ quên. Chớ quên các ân huệ của Ngài, ấy là Ngài tha thứ tội ác của ngươi. Đây là cái câu rất là đặc biệt. Có một vị mục sư nói rằng không có một việc ác nào người ta làm cho bạn mà bạn chưa làm điều đó với Chúa. Nhắc lại này, chưa có một việc ác nào mà người ta làm cho bạn mà việc đó bạn chưa làm với Chúa. Ai đó phản bội tôi thì cái việc đó tôi đã từng phản bội Chúa. Ai đó làm thương tổn tôi, cái đó tôi đã từng làm thương tổn Chúa. Thành ra hãy tha thứ tội lỗi cho người khác như lời cầu nguyện là gì? Xin Cha tha tội cho chúng con như chúng con tha tội cho kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Thành ra để dễ tha thứ tội cho người khác, hãy nhớ rằng chính cái tội đó mình đã từng làm với Chúa và với người khác. Và lời Chúa nói rằng ấy là Ngài tha thứ tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Ai đã từng được Chúa chữa lành ít nhất một căn bệnh từ khi tin Chúa Giê-xu? Giơ tay tôi xem nào. Nha, cảm ơn Chúa. Nha, Chúa chữa lành bệnh tật, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Những điều rất là đơn sơ này, khi bạn nhắc nhở lại cho chính linh hồn của mình đó, thì bỗng nhiên trong lòng bạn có sự tạ ơn, có sự cảm tạ Chúa vì Ngài đấng sống không bỏ rơi chúng ta.
Tiếp theo, lấy sự nhân từ và thương xót mà làm mão chịu độ cho ngươi. Ngài làm cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phượng hoàng. Tôi thấy, không biết anh chị em như thế nào, nhưng khi tôi tin Chúa Giêsu, tôi càng ngày tôi càng được trẻ ra. Anh chị em cũng vậy, khi tin Chúa Giêsu, bắt đầu sự đau khổ trong lòng của mình, sự buồn chán không còn nữa, nụ cười bắt đầu xuất hiện ở trong đời sống của bạn, ra khuôn mặt và mặt của bạn tươi hơn, niềm vui mang tới cho bạn trẻ trung hơn. Và lời Chúa nói rằng Ngài cho miệng của ngươi thỏa các vật ngon và tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phượng hoàng. Chúng ta đang trẻ ra. Amen. Chúng ta đang trẻ ra. Hãy quay sang lân cận nở nụ cười thật đẹp với họ nào. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Câu kinh thánh thứ tư, Thi Thiên 100. Đây chính là câu cuối cùng để bắt đầu vào năm mới này chúng ta cần phải làm gì. Thi Thiên 100 từ câu 1. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Câu 4 rất là đặc biệt. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy gạch chân ở dưới câu kinh thánh này trong kinh thánh của bạn. Cảm tạ vào các cửa của Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa của Ngài. Ở đây cho chúng ta nhìn thấy sự cảm tạ từ môi miệng của bạn sẽ mở các cơ hội. Nhắc lại này, sự cảm tạ không phải lầm bầm nhá. Sự lầm bầm của dân Do Thái 40 năm trong đồng vắng đã đóng cửa đất Canaan, không cho họ bước vào nữa. Sự lầm bầm của người chồng người vợ đã đóng cửa hết thảy mọi cơ hội mà người phụ nữ kia muốn phục vụ bạn. Sự lầm bầm của cha mẹ đóng cửa những tài năng trên con cái. Sự lầm bầm của con cái làm cho cha mẹ bị thương tổn. Sự lầm bầm than vãn, sự phán xét, sự nói hành, nó phá hoại và đóng cửa. Còn lời Chúa nói ở đây này, hãy cảm tạ mà vào các cửa của Ngài. Bao nhiêu cơ hội năm 2016 đang mở trước mặt chúng ta, nhưng mà từ xa bạn nhìn thì nó là cánh cửa kính đang bị khép lại. Bạn ơi, tôi muốn báo cho bạn một tin mừng, nó là cánh cửa tự động. Bạn mà đứng một chỗ đó, nó sẽ luôn đóng. Cho tới khi bạn cảm tạ Chúa mà bước thì cánh cửa đó tự. Khi bạn cảm tạ Chúa mà bước thì cánh cửa đó nó tự động mở ra cho bạn. Lời Chúa nói hãy cảm tạ mà vào các cửa của Ngài. Ai là người còn nhớ một người có tên là Jonah? Giơ tay tôi xem. Jonah là một vị tiên tri. Sau khi Chúa kêu gọi cho thành Ninive, ông ấy bỏ chạy, không tới đó để hầu việc nữa. Và dọc đường ông đi nghỉ mát, sóng nổi lên trên thuyền, để cho nó yên lặng, người ta phải vứt ông xuống dưới biển. Còn cá há miệng đớp Jonah 3 ngày ở trong bụng cá. Đọc lại kinh thánh mà xem. Trong khi đang lênh đênh như vậy, ông bắt đầu trong sự chết đó, ông nói rằng con sẽ trả lại sự hứa nguyện. Con cảm tạ, dâng của cảm của lễ cảm tạ lên cho Ngài và trả lại sự hứa nguyện. Con dâng của lễ cảm tạ lên cho Ngài và hứa rằng trả lại sự hứa nguyện. Mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Khi ông vừa cảm tạ, chú lão vương ạ, anh cần anh Trung ạ, khi vừa cảm tạ thì miệng của cá mở. Không phải là phun ông ra biển ông chết đuối đâu. Thì thấy chép rằng khi miệng cá mở ra, ông đã vọt lên đúng cái biển, đúng cái địa chỉ mà ông ta phải tới, mà không cần Vietnam Airlines. Mọi người hiểu không? Có nghĩa là con cá nuốt ông cách đó mấy ngàn km. Nó nuốt ông ấy, và Chúa đã điều khiển cho phải bơi đến đúng địa chỉ, vòng vòng xung quanh cái đảo đó hay là bờ biển đó, đợi cho tới khi Jonah dâng lên Chúa của lễ cảm tạ và trả lại sự hứa nguyện. Khi ông ta dâng của lễ cảm tạ thì cửa mở, và khi cửa của Ngài mở thì miệng cá chắc chắn phải mở. Amen. Một câu chuyện khác, 15.000 người
tập hợp lại đói. Môn đồ của Chúa nói rằng: Chúa ơi, lấy đâu cho họ ăn bây giờ? Và người ta tìm được 5 cái bánh và 2 con cá đưa cho Chúa Giêsu. Chúa cầm 5 bánh, 2 cá, ngước mắt lên trời. Rồi làm gì anh chị em? Rồi tạ ơn, bẻ bánh và nuôi gần 15.000 người đó ăn mà no, còn thừa 12 giỏ. Sự cảm tạ mở cửa trời để đáp ứng nhu cầu cho dân sự. Thật ra chúng ta hãy cảm tạ Chúa về số tiền dâng hiến. Hãy cảm tạ Chúa về tài chính. Hãy cảm tạ Chúa vì con việc làm. Hãy cảm tạ Chúa vì khi chúng ta cảm tạ như vậy thì bắt đầu cửa trời mở để phước từ trời đổ xuống trên mọi lĩnh vực. Hãy tìm ít nhất một điều gì đó mà Chúa làm trong lĩnh vực đó của bạn mà cảm tạ. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài kể cả con mình hư. Hãy cảm tạ Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì khi con nhìn thấy con của con hư, sức con không dạy nó được, thì con ngước mắt lên chờ đợi sự đáp ứng của Ngài. Và khi nó được thay đổi thì con biết rằng đó chính là quyền năng của Ngài, không phải của con. Con sẽ ăn cắp sự vinh hiển đó. Amen. Rồi Lazarơ bị chết trong mộ 4 ngày. Ma-thê, Ma-ri cho người gọi Chúa tới. Và khi Chúa xuất hiện nói: Chúa ơi, nếu Ngài không ở đây, vì Ngài không ở đây, còn nếu Ngài ở đây anh tôi đã không chết. Chúa nói dẫn ra trước ngôi mộ. Ngôi mộ có đóng kín như vậy. Ngài ngước mắt lên sau khi nói với họ rằng hãy lăn tảng đá kia ra. Ngài ngước mắt lên trời và làm gì anh chị em? Ngài cầu nguyện: con tạ ơn Cha vì Ngài luôn nhận lời cầu nguyện của con, lời cảm tạ của Chúa Giêsu. Sau đó Ngài nhìn vào ngôi mộ và Ngài nói: Lazarơ, hãy ra. Anh chị em biết tại sao Ngài phải gọi Lazarơ không? Bởi vì nếu như Ngài nói hãy ra, hàng nghìn người từ trong mộ bước ra. Ngài gọi đúng con người đó vì gia đình họ có nhu cầu và họ kêu cầu Ngài tới. Ngài ngước mắt lên tạ ơn. Quay trở lại câu kinh thánh: hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh thánh của Ngài. Hãy cảm tạ. Nào, mỗi một gia đình, nào, mỗi một con người, sau buổi nhóm ngày hôm nay chúng ta dự tiệc thánh xong về nhà, hãy cùng ngồi lại ghi hết thảy những ơn phước trong năm 2015 Chúa đã làm gì cho bạn. Hãy ghi ra, rồi trang bên cạnh ghi hết thảy những điều mà bạn cầu nguyện mà chưa được nhậm. Sau khi ghi ra rồi, bắt đầu tới với Chúa cảm tạ. Cảm tạ cả những cái mà Chúa đã làm cho bạn trong năm vừa rồi. Cảm tạ cả những điều mà bạn chưa nhận được câu trả lời. Và nói với Chúa rằng: con biết Chúa tạo dựng ra con có cái tai để nghe con khóc. Tạo dựng ra con có mắt để nhìn thấy con ngã. Tạo dựng ra đôi tay để con có thể ôm con của con. Đôi chân để con chạy tới giúp các con của con. Huống chi Cha của con ở trên trời, đấng tạo ra cho chúng con những điều đó, chả nhẽ Ngài không có sao? Thời gian Ngài biết được điều con cầu nguyện, và Ngài cũng hiểu được lúc nào điều đó đến với con là tốt nhất. Con cảm tạ Chúa, không lầm bầm nữa. Amen. Đó chính là điều mà tôi muốn mang tới cho anh chị em sứ điệp đầu năm này. Chớ quên, hãy quên. Chớ quên, hãy quên. Và hãy cảm tạ thường xuyên trong mọi hoàn cảnh. Ý muốn của Ngài trên đời sống chúng ta là như vậy. Amen. Mời anh chị em đứng dậy nào. Chúng ta cùng đến với Chúa cầu nguyện. Có thể bạn bắt đầu từ một việc nào đó mà bạn có thể dâng lên Chúa lời cảm tạ. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau dự tiệc thánh ngày hôm nay. Nào, hãy đến với Chúa, nói với Chúa một điều thôi. Một điều nào đó mà Ngài đã làm cho bạn. Bắt đầu từ hạt giống đó, bắt đầu từ lời cầu nguyện ngắn đó, hãy cảm tạ Chúa mà bước vào các cửa của Ngài. Bạn sẽ nhìn thấy mắt của bạn và tôi sẽ được mở ra khi bắt đầu miệng của chúng ta mở rộng, nói sự cảm tạ. Công việc của bạn đang bị đóng kín, đang bị bế tắc, hãy bắt đầu cảm tạ Chúa. Cảm ơn Ngài vì Ngài đã cho bạn còn sống, bạn còn sức khỏe, bạn còn có tâm trí không bối rối. Xin Chúa cho bạn không buồn rầu. Xin Chúa cho bạn sức mạnh, sự khôn ngoan. Hãy bắt đầu cảm tạ Chúa vì vô số những hoạn nạn,
những tai nạn xảy ra với những người khác mà Chúa vẫn bảo vệ bạn. Hãy cảm tạ Chúa vì ngay cả những điều mà xảy ra với người khác không xảy ra với bạn. Đừng buồn với những điều gì bạn chưa nhận được. Hãy vui, hãy vui vì biết bao nhiêu điều hoạn nạn mà đáng lý ra xảy ra với bạn mà bạn không chịu, không bị chịu những điều đó. Ôi Chúa ơi, có biết bao nhiêu điều xung quanh cuộc sống của chúng con, chúng con có thể cảm tạ được. Chúng con cảm tạ Chúa vì còn đồ ăn, còn có vợ, có con, còn có gia đình bên cạnh. Chúng con cảm ơn Chúa vì con, chúng con còn có mái nhà để trú thân. Chúng con còn có quyển sách để mà đọc. Chúng con có đồ để mặc ấm. Chúng con được sống tại nước Đức này. Hãy cảm tạ Chúa vì nhiều điều mà bạn đang có. Hãy cảm ơn Chúa vì chúng ta có khả năng đọc được, có khả năng viết được, có khả năng nghe được. Đó là những phép lạ mà bạn và tôi vẫn còn, vẫn có ở bên trong con người của mình. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài cứu mạng sống của chúng con. Ngài mang tới cho chúng con sự chữa lành trong thân thể. Ngài cho miệng chúng con thỏa những vật ngon. Biết bao nhiêu những món đắt tiền ngày xưa, chúng con không có Ngài, ăn đâu có ngon, chúng con ngủ đâu có ngon. Nhưng từ khi có Ngài, sự bình an tới trên đời sống của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài. Hãy bật lại câu Kinh Thánh Thi Thiên 103 để cùng nhau, chúng ta cùng đồng thanh đọc câu này từ đầu nhá. Nào, cùng đồng thanh nào. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và thương xót mà làm mão chiều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phượng hoàng. Amen. Trời, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài đã nói vừa rồi ứng nghiệm trên đời sống của mỗi chúng con và tiếp tục ứng nghiệm nữa. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.